UZAE5 học lấy một cái nghề đi piu ạ, ông lông ba lông bông chả ra sao còn lên mặt. Thật ra thì bây giờ mình năm nay 33, 34 tuổi rồi. Sức khỏe nó cũng không được như thời 18, 20. Cái trí não bây giờ nó cũng chậm hơn. Nên là để mà học một cái nghề thì mong cũng là bạn là user tư vấn cho. Chứ bây giờ đến cái tuổi này rồi phải lo cho bố mẹ cũng lớn tuổi, cũng mới lấy vợ được hơn năm nay, thì cũng phải kiếm cái công việc gì đấy để mà làm có thu nhập. Thế trong lúc mà chưa ra được cái nghề gì thì cũng phải cố gắng có đồng ra đồng vào. Thì nếu như mà bạn thấy mình có phù hợp với công việc gì thì bạn tư vấn giúp cho. Mình thì có một chút tiếng Anh, không được gọi là quá pro, nghe nói được, đủ để ngày xưa đi làm ở tập đoàn của nước ngoài. Mình cũng đã từng làm ở một trong những công ty cũng gọi là to ở Việt Nam về công nghệ và game ở Việt Nam. Mình cũng từng mở studio về livestream từ những năm 2014, 2015 là cỡ khoảng chục năm trước. Mình cũng có kinh nghiệm chạy agency, là chạy setup sự kiện này kia, cũng từng làm cả MC nữa chương trình và cũng là cả bình luận viên game, cũng được đâu đó khoảng 5-6 năm. Ngoài ra thì cũng có từng mở net thì cũng có tí kinh nghiệm gọi là làm cộng đồng game. À, nhắc đến cộng đồng game mới nhớ, mình cũng từng được gọi là bằng khen của Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho những đóng góp cho mảng eSports. Ngoài ra thì cái đấy nó cũng là quá khứ rồi, nó là kinh nghiệm rồi, nên là chắc là cũng không áp dụng được ngay tại vì cũng chục năm rồi. Thế còn kinh nghiệm ngay bây giờ thì có, thì sáng thì nếu mà bạn có ủng hộ được, giúp đỡ mình có thêm chút thu nhập thì mình có bán bánh mì. Đợt vừa rồi thì mở thêm mảng cà phê, hiện nay là ngoài cà phê có cả trà, có cả sinh tố, có cả sữa chua. Vì vậy là một buổi sáng ra có bánh mì với cà phê là các bạn có thể ủng hộ mình. Đến trưa thì bạn có thể mua cơm đấy, cơm hoặc là bạn có thể ăn thêm xôi cũng được, mình cũng có bán một chút chút đấy. Đến chiều thì mình cũng có thể là giặt giũ, làm sạch chăn ga gối đệm rèm cửa sofa giường nệm, cái gì nhà bạn mà cần làm sạch thì bạn cứ hú bên mình cũng có cả đầu Nam đầu Bắc Hà Nội và Sài Gòn. Đến chiều xong thì rảnh rảnh thì chúng ta có thể là lên kênh tạp hóa Piu Piu mua đồ tạp hóa. Tạp hóa thì mình bán từ quần lót, quần xịt, quần xì đến cả là giấy vệ sinh, giấy chùi đít, giấy lau mồm đấy, giấy cho người lớn trẻ con, tã bỉm sữa, quần áo, chăn ga gối đệm, đồ giặt, rồi đồ điện tử và ghế massage. Thì đến tối mất rồi, là cũng 1-2 giờ sáng mới về đến nhà. Nên là thật sự là cũng muốn học một cái nghề cho nó yên tâm chắc cốp cho tương lai. Nhưng mà bạn thử xem là với kinh nghiệm khoảng chục năm như thế, cộng với lại những cái kinh nghiệm bây giờ đang làm, thì bạn thấy xem là nó phù hợp cái nghề gì thì bạn giới thiệu cho mình với, để mình cũng tham khảo. Rồi sau đó là với cái ý chí rất là hoàn thiện bản thân và cầu thị thì mình sẽ xem mình học để có thể phục vụ xã hội. Cảm ơn bạn nhé. Mong bạn comment ở dưới giúp mình với là mình phù hợp công việc gì với nhé. Cảm ơn bạn.